Ai đó đã từng nói rằng khi bạn viết lên câu chuyện của cuộc đời mình thì đừng để người khác cầm bút. Và tôi có một câu chuyện như thế. Đã bao giờ bạn từng nghĩ rằng mình sẽ chuyển đến một thành phố khác để sống chứ? Như Tokyo chẳng hạn. Tokyo, một thành phố với 15 triệu dân. Điều này thì đồng nghĩa với việc chúng ta có ít nhất là 15 triệu câu chuyện để kể. Và giống như slogan của chương trình You and I are living stories, chúng ta là những câu chuyện sống. Hãy gửi câu chuyện của bạn về cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ chọn ra những câu chuyện hay nhất để dựng thành phim. Có lẽ sẽ chẳng cần đến một diễn viên chuyên nghiệp, bởi vì đó là câu chuyện của chúng ta, đó là cuộc sống của chúng ta, và đó là những câu chuyện có thật.